Thiên Phật tương hảo đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô thượng pháp. An mâu ni mâu ni tam mâu ni. An mâu ni mâu ni tam mâu ni ta và An mâu ni mâu ni tam mâu ni ta và chí tâm đảnh lễ Nam mô Tăng hư giới quá hiện về lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ. Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh. Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lời. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Tăng Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lương vừa bèn chiên đàn không sống pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiên tường chưa phân rõ biến ngọn hướng chí thành pháp thân căn phần tình thánh chứng minh hướng nguyện phượng lành rưới băng. Nam mô hương vân cai Bồ Tát. Nam mô hương vân cai Bồ Tát. Nam mô hương vân cai Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hằng ra đẳng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yên đế thương bắn ra gia bồ đề tạng đo bà gia ma ha tăng đo bà gia ma ca lô ni ca giang tác bằng ra phật về so đăng na đăng đoà nam mô tăng kiên lần đoài mong ma rì gia bà lô yên đế thân phật ra lăng đa bà nam mô na rơ cẩn trì hệ rì ma ha bằng đa sa mê tác bà a tha đầu vô bằng thế dần đặng ba tấn đa na ma ba già ma văn đắng đồ đặng điện thắng a bà lô hê lô ca đê ca ra đê y hê rê ma bồ đề tác đoà tác ba tác bà ma ra ma ra ma hê ma hê rê đà dần cầu lô cầu lô yên mong đồ lô đồ lô phán xà dạ đê ma ha phán xà dạ đê đà ra đà ra đĩa rì ni thần phân ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mùng đế lệ thần na thần na ra sam phật ra xa lời phật xa văn sam phật ra xa ya hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rì ta ra tăng rì tất rì tô rô tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đa ya bồ đa ya di đề di ya na ra cẩn trì địa rì sanh ni na ba ya ma na ta ba ha tăng đa ya ta ba ha ma ha tăng đa ya ta ba ha tất đà yo nghe thất bằng ra ya ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha ma ta ba ha ba đà ma yên tất đà ya ta ba ha na ra cận trì bạn đà ra ya ba ha ma ba lời thăng yên ra ya ta ba ha nam mô hằng ra đắng na đà ra ya ya nam mô a di đà ba lô yên đi thức bằng ra ya ta ba tất điện đồ mạng đà ra bằng đà ya ta ba ăn tân điện đồ mạng đà ra bằng đà ya ta ba ăn tân điện đồ mạng đà ra bằng đà ya ta ba nam mô bất định nguyện Phật nam mô bất định nguyện Phật nam mô chuyển thay Phật nam mô chuyển thay Phật nam mô chuyển chư nạn Phật nam mô chuyển chư nạn Phật nam mô bất hạnh niệm Phật Phật nam mô
Phật. Nam mô không Phật. Nam mô Vô biên tu hành
Phật. Nam mô vô biên hình tượng Phật. Nam mô vô biên tinh tấn Phật. Nam mô Lạc Tinh
Phật. Nam mô Vô Lượng Thánh Phật. Nam mô Quang minh Như Lai
Phật. Nam mô Hương Tượng Phật. Nam mô Nam mô
Nam mô
trăm phương
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Kính tịnh Niêu Bàn Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Quang Chiếu Thâm Sâu. Bàn Nhã Ba La Mật Tận Diệu Pháp Tri Đồ Bồng Sói Thay Năm Uẩn Điều Không Có Tự Tánh Thần Chẳng Điều Ấy Xong. Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn, nghe đây xá lời tự sanh, chẳng khác gì không không, chẳng khác gì sắc. Sanh chân thân là không không, chân thân là sanh, còn lại bổn nguyên kia cũng đều như vậy. Cả xá lời tự nghe đây thế mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhớ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không không có sắc thọ tưởng, không có hành thân, không có nhãn gì thì thiền thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp xấu trần, không có mười tam giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tự, không minh lão tự, không khổ tầm diện đạo, không tri cùng không đắng, vì không có sợ đắng nên khi vì Bồ Tát nương diệu pháp trí độ Bạc Nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đạo đảng niên bàn, tuyệt đối chư Phật trong ba đời diệu pháp trí độ Bạc Nhã Ba La Mật nên đắng vô thường gian. Vậy nên phải biết rằng Bạc Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thường, là linh chú tuyệt định, là chân ly bân vọng có năng lực tiêu trừ tận cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ Bạc Nhã Ba La Mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Nghiệp đi Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tà Ba Ha. Nhâm Vara
sa sang đi đề sang đi đề ta vẫn ra ta vẫn ra viền đề ca tấn đề về ta và nam mô tam bằng đà mẫu đà nam ma bán ra đề hà đa ra ta nằm nằm đạt đi ta kê hồng ấm nhầm và ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra đề sang xa đề sang xa sang đi đề sang đi đề ta vẫn ra ta vẫn ra viền đề ca tấn đi về ta và mô tam bằng đà mẫu đà nam ma bán ra đề hà đa sa ta nằm nằm đạt đi ta kê hồng hồng nhập và ra nhầm và ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra đề sang xa sang đi đề sang đi đề ta vẫn ra ta vẫn ra viên đề ca tấn đề về ta pha nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành ở tất cả các thời đều an lành xin đấng từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành ở đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thượng gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành ở tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thượng gia hộ. Nam mô tiểu tai giang kiết tường bồ tát. Nam mô tiểu tai giang kiết tường bồ tát. Nam mô tiểu tai giang kiết tường bồ tát. Đệ tùng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện hồng ân nghĩa xin nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn qua phần xin nguyện thành. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tất đại chứng minh. Nam mô đại từ bi linh cảm mừng Quang Thế Âm Bồ Tát tất đại chứng minh. Ngưỡng nguyện Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai Quang Giang đạo tràng chứng minh công đức gia hộ đệ tử chúng con cung đối Phật tiền lễ lạy hồng danh chư Phật hồi hướng công đức ngưỡng nguyện thượng chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường truyền phong điều vụ thuần quốc thới dân an thiên hạ thái bình chư tai tiêu diệt thiền môn hưng thịnh đại chúng an hòa hiện tiền đệ tử chúng con cập thân bằng quyến thuộc pháp giới chúng sanh tiêu tai tiêu nạn tật bệnh tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên nhiều đời nhiều kiếp thảy đồng tiêu diệt hồi hướng công đức Tây Phương trang nghiêm tịnh độ kỳ diệu chương linh quá vàng hữu danh vô vị hộ vị vô danh thúc bá đề huynh cô di tí mùi anh hùng chiến sĩ trận vong đồng bào tự nạn thập nhị loại cô hồn nguyện chư hương linh trưởng thừa Phật lực nghe kinh kệ
Phát Bồ Đề tâm rộng lớn, dứt sạch nghiệp chướng sâu dày, vạn sanh Tây phương cực lạc. Phổ nguyện âm siêu dương thời hiện hạ thanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Trời A Tu La và Xó Thầy đến nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vì siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chôn này hoặc đến đâu liền hoặc hư không mà thường với người đời sanh từ tâm ma ngày đêm từ mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thượng an ổn, phước trí vô biên lời quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch. Dùng giới hướng xóa vong xa, thượng dình định phùng đề dân thân, hoa mẫu bồ đề khẩm trang nghiêm, tùy theo chỗ thượng an là ngã nam mô tội ta phù chanh. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát, nam mô tội ta phù chánh. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát, nam mô tội ta phù chánh. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát ma ha tát từ quý Phật, xin nguyện chúng sanh thể đạo cả pháp lòng vô thường. Từ quý pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quý tăng xin nguyện chúng sanh tâm ý hòa hợp mà hên thầy không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.